Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh An Giang. Alo, An Giang đâu ạ? Dạ, em đây ạ. Rồi, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em muốn hỏi là như ông xã của em á, ông bị yếu sinh lý á. Nên hỏi chị chứ bác sĩ tư vấn giùm mời uống như uống thuốc gì hay là phải đi bệnh viện khám. Rồi, ông xã năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, 46. 46 tuổi, yếu sinh lý là yếu như thế nào? Dạ, như vợ chồng lại gần, ảnh không có lên. À, thế à. Thế một tháng dạ. Thì có lên được cái lần nào không? Dạ, không có lên luôn, à, không có nhu cầu luôn. Không có nhu cầu vẫn không lên luôn. Thế là mấy dạ. năm nay nó bị thế rồi? Cũng cỡ 2 năm nay. Thế à, thế 2 năm nay là không được cái nào? Dạ không, cũng như khi nào ảnh uống thuốc mới là được. À, thuốc gì vậy? Lúc trước á là em có mua thuốc lắp kép 1 giờ cho nó uống. À, thì cũng được lên được 1 giờ, thì xong là thôi lại tạch đúng không? Nào, bác nhưng mà sĩ. Bây giờ thấy lớn tuổi rồi, anh đi mặn rồi này kia rồi. Ông ấy bao nhiêu tuổi mà lớn? Nữa. Dạ anh 46 tuổi. Thế thì làm sao gọi là lớn tuổi được? Gọi là trung niên thôi nhỉ? Dạ không phải, ý như là anh đi mặn á, thấy anh cũng đi mặn rồi này kia mệt mỏi, không có cho anh uống nữa. Rồi đi làm mệt mỏi đúng không? Anh dạ. làm nghề gì vậy? Dạ anh đi làm công ty á. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Ờ, chị chào em. Ờ, ông xã 46 tuổi, đi làm ở công dạ. ty, rất là mệt mỏi, đúng không? Dạ. Và dạ. gần đây thì nằm cạnh mình mà chả nhúc nhích cái gì cả, toàn thân à? Dạ. Hay là chỉ dạ. mình mong cầu chỗ đấy thì chỗ đấy nó không nhúc nhích? Đêm về khi nào mà mình chủ động á chị, thì ảnh mới lên thôi. Rồi, mình chủ động là anh ấy lên được, đúng không? Dạ. Còn không dạ. chủ động thì coi như anh ấy nằm... Dạ, nằm bất động. Bất động luôn, toàn thân. Hả? Dạ. Ừ, thì một phần bên đấy em nói ấy, là anh ấy 46 tuổi cũng... Dạ. cũng gọi là bắt đầu sang bên kia không còn ở đỉnh đồi nữa rồi đúng không? Bắt đầu chậm yeah. chậm rồi, xong rồi lại đi làm, lại vất vả, lại mệt mỏi. Thế và với những cái người như thế, có những người họ về nhà họ chỉ xin một giấc ngủ cho nó yên lành thôi. Mệt lắm. Và quên cả cái chuyện đấy đi nhá. Thế thì em mà động vào thì ông có nhu cầu là có tín hiệu tốt rồi đấy. Vậy thì nó có nhiều giải pháp. Một là đây là vì nhu cầu của mình mà cũng là nhu cầu chung của cái hạnh phúc lứa đôi. Thế thì một là mình phải tẩm bổ cho ông thôi. Để cho ông khỏe lên này. Tối ông ấy về thì nói các con, vợ con díu dít cho ông ấy vui này. Ông ấy quên cái áp lực công ty đi này. Thế xong rồi là ông ấy khỏe, khỏe toàn thân lên. Thì hy vọng rằng là dinh dưỡng nó cũng giúp cho cái kia nó lên được. Chứ không phải chỉ cần em tác động nhá. Thế đấy là nâng cao sức khỏe của ông lên và tinh thần của ông tốt lên. Đấy là giai đoạn, gọi là giai đoạn trước mắt thì mình cứ làm như thế đi. Thế còn khi nào mà bản thân mình bí quá, bản thân mình có nhu cầu quá thì đành dùng rocket vậy, đúng không? Nhưng nếu về lâu dài và lại nói chuyện với ông ý là vì mệt mà cứ nằm suốt hay là có cái vấn đề yếu thế kia, bây giờ cái nam học nó phát triển mạnh lắm, hôm nào mình đi khám đi. Đấy, yeah. em cũng muốn khám. Bọn mình như vậy là bây giờ là con cái nó cũng tạm tạm rồi, kinh tế nó cũng có thể là không phải vất vả lắm, mình phải sướng chứ, đúng không? Vậy thì em thấy cũng lo cho anh. Đấy, vì không hiểu lý do làm sao hay là chê em. Đấy, mình đặt ra những cái câu hỏi đấy để lắng nghe ông ấy. Liệu ông bạn đi làm mệt lắm, về nhà chỉ muốn ngủ thôi. Có những người như thế đấy ạ. Tức là cứ bị hoặc là nữ hoặc là nam, bảo là cứ bị đá, cứ bị đòi. Thế nhưng mà thực sự là không thích, vì quá mệt, chỉ muốn ngủ. Và đôi khi cái không thích nó còn biểu lộ ra làm cho chồng hoặc vợ ấy cảm tưởng như rằng là cái tình cảm của họ bị nhạt đi rồi ấy.
Đấy, thế thì có hai giải pháp. Nếu như em cảm thấy anh bị áp lực làm ở công ty mệt mỏi và không có cái yếu tố gọi là hay là chán ở ngoài đời rồi thì về nhà không có không có thèm thuồng cái gì nữa, à lại phải loại trừ cái đó đi đúng không? Mà nó là quá mệt thì mình phải giúp đỡ anh ấy đồng thời với đi khám bệnh. Đấy, đi khám nam học ý, xem có thể là cái nội tiết ý, lại về nam học nó đã suy giảm rồi thì để bổ sung cho anh ý. Cho anh ý tức là cho mình ấy. Nhé. Yeah. Ừ, thế hai là lại thăm dò xem là hay là đi ra ngoài đi làm công ty đầy đủ quá rồi về đến nhà là chả còn thiết gì vợ nữa. Vân vân, thế thì tự mình phải tìm hiểu xây dựng cái mối quan hệ làm sao để mà cởi mở, trao đổi thẳng thắn với nhau, đúng không? Thì mới biết giúp đỡ nhau được. Nha. Bạn đã nghe rõ rồi chứ? Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc nhé. Xin chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Alo, Bình Dương đâu ạ? Alo. Tôi nghe đây ạ. Dạ, em nghe đây anh. Câu hỏi của bạn là gì? Dạ, nhờ anh tư vấn dùng em hôn nhân có níu kéo được hay là mình buông xuôi giải thoát cho nhau cho nó nhẹ nhàng anh? Rồi, cụ thể nó là như thế nào? Cụ thể là vợ em chủ động đòi ly hôn. Nhưng mà em níu kéo được mấy tháng nay rồi. Mà bây giờ càng ngày càng tình trạng càng căng lắm. Rồi. Giờ em còn thứ bảy em mới về nhà một lần, còn từ thứ hai đến thứ sáu là em làm em mở lại công ty. Rồi. Gọi là ly thân đó. À thế à. Lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, lấy nhau được 25 tháng 6 này là tròn 15 năm. Thế à, 15 năm lấy nhau rồi, đúng không? Có mấy nhóc? Có hai con, một trai một gái. Thế đẹp thế thì làm sao mà vợ đòi ly hôn? Cái này cũng là do cuộc sống nó áp lực nhiều quá. Ừ, cụ thể? Cụ thể là nhiều thứ xã hội nó tác động vào anh. Cụ thể là như thế nào? Chứ còn áp lực thì ai cũng có áp lực cả. Chứ ai cũng áp lực thì đòi ly hôn hết à? Kinh tế với lại nói đúng ra là hai vợ chồng không có hợp nhau. Mà em cứ níu kéo vậy đó. Rồi. Mà thật lòng em vẫn yêu cô ấy lắm. Vẫn thương gia đình lắm. Không muốn cho cô ấy phá nát cái gia đình này. Chúng ta chứng tỏ cô ta không hề hài lòng bạn một chút nào. Đúng ra cô ta quyết tâm phải bỏ bạn bằng được đúng không? Chắc là vậy đó. Bạn nhận xét về mình ra làm sao? Vợ em cũng xác định là sống với anh thì công nhận là anh hiền. Hiền với lại giao lưu xã hội thì rất là ok. Nhưng mà không làm chủ được cuộc sống, không làm chủ được trụ cột trong gia đình. Không gánh vác được về công kinh việc tế này nọ. Không gánh vác được tất cả mọi việc trong gia đình. Chỉ đúng có rồi. Rất là tốt, rất là hiền, đúng không? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, chào em. Chào anh ạ. Lấy nhau 15 năm, có hai con, một trai, một gái, sống ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? À, Bình Dương. Xong rồi, hiện tại bây giờ quê thì ở Đắk Lắk. Rồi, nhưng mà có nhà cửa ở Bình Dương. Mà đùng một cái thì cô ấy đòi bỏ bằng được. Và ít nhiều cô cũng đã nói lý do là anh thì tốt, không có lỗi gì, nhưng mà không phải là người đàn ông em cần. Em cần không chỉ là một người hiền, một người tốt. Em cần một người thông minh, năng động, sắc sảo hơn, biết làm chủ cuộc sống và mang lại cho em cái điều A, điều B nữa. Thế đúng không? Đúng rồi đó. Nhà hiện nay là ở nhà thuê hay là vợ chồng mua nhà được? Có nhà riêng rồi, có nhà riêng rồi. Em thì làm gì? Em nãy nói là ở công ty, tức là mình làm lĩnh vực gì? Dạ, em cũng làm công nhân, làm bên công ty gỗ anh. Thu nhập có ổn ổn không? Ở Bình Dương thì đúng là khu công nghiệp rồi. Tháng được 15 triệu không? Dạ không được đâu anh. Từ khi dịch tới giờ được năm kia, năm 2020, 21 vừa qua này dịch không à. Vợ em thì làm gì? Vợ em thì lúc trước là sinh bé gái. Thứ hai ở nhà trong em bé rồi mới đi làm được đây là tự dưng đi vào công ty là mới thay đổi ý định luôn. Thay đổi cuộc sống. Rồi, từ khi mà làm YouTube á. Rồi anh hiểu thế này.
Rất có thể thế này. Mình thì không phải đại gia, mua được nhà cũng là tạm rồi, nhiều người mơ ước rồi vợ chồng con cái như thế, nhưng mà đúng cuộc sống nó đang có cái tác động vào gia đình nhà em. Bao nhiêu năm nay cô ấy cứ ngồi ở nhà sinh con và nội trợ quanh quẩn, em đi làm công ty rồi cũng không giàu có nhưng mà cũng đảm bảo cuộc sống tạm tạm, đúng không? Cũng không đói, không đứt bữa bao giờ, cũng không đến nỗi nghèo nhưng mà cũng không bứt phá lên được. Bây giờ thì sau đợt dịch Covid thì việc làm ăn của em thì nó lại kém đi. Gỗ không xuất khẩu được, vẫn chẳng ai ta nhập được khẩu, thành ra tóm lại là bị ảnh hưởng. Cô thì buộc lòng phải đi làm. Thế mà đi làm cái thì tự nhiên mới nhận ra trời ơi cuộc sống nó rộng rãi, nó bao nhiêu người hay thế, chứ mà ở đây nhiều đàn ông toàn người giỏi thế, mấy anh cao to đẹp trai thế, chả bù cho chồng mình ABC thế. Thế và bắt đầu thấy ô cái mà mình có từ trước đến nay thì nó chả ra làm sao. Giống như người người mà có cái áo mặc mà từ trước giờ thì cũng thấy ấm ấm, cũng lành lặn cũng như thế cũng được. Một bữa đi chảy hội, đi hội á, thế là thấy nhiều người ta mặc váy vóc rồi nó đẹp, thì tự nhiên ngẫm ra nhìn thấy mình mặc cái áo nó quê quê. Cô ấy từ trước giờ cũng có học hành gì lắm không em? Không, cô ấy cũng học cũng hết lớp 9 rồi. Một cái người không dám đánh giá là học thấp. Tất nhiên là không phải cứ học thấp thì rồi người ta sẽ có cái nhận định sai. Nhiều người cũng chả học hành gì, thậm chí không biết chữ, nhưng mà cũng có cái nhìn nhận cuộc sống cũng đúng đắn. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì cô ấy từ trước giờ đấy học thì cũng hạn chế, xong rồi lớn lên lấy chồng rồi ôm con ở nhà, nay mới được bung ra. Thế là bắt đầu thấy nó vỡ òa ra cuộc sống và bắt đầu nghĩ rằng là vứt được chồng đi mà thì sẽ có khối người người ta thích. Chẳng hạn như là hiện nay có 2-3 anh đi đâu cũng trêu trông em ngon nhờ, trông trẻ không ai nghĩ là có 2 con, xong rồi. Thế là ít hiểu biết mà lại cộng với lại cũng không có trải nghiệm cuộc sống mấy mà. Thế xong rồi một vài câu nói của người ta thành ra tác động. Anh nghĩ thế này này. Tất cả những thứ ấy, cô hiện nay đang choáng ngợp, hãy để cho cô choáng ngợp hết đi đã, rồi sẽ nhận ra chân giá trị của cuộc sống. Bây giờ mà em cứ nằn nì, đừng có tức mình, đừng có giận, thôi thế thì viết đơn đi anh ký. Rất dễ có thể đẩy cô ấy, thứ nhất là em nói rằng sẽ tan nát một cái gia đình. Thứ hai là cô ấy hí hửng là bỏ được em rồi sẽ có anh A, anh B, anh C đến với cô ấy. Nhưng mà hóa ra chỉ mấy anh gà đi uống cà phê với lại đi chỗ nọ chỗ kia, chứ còn để mà nói tiến tới xa hơn hoặc xây dựng một mối quan hệ bền chặt ấy thì lại chả có anh nào. Rồi cô ấy lúc ấy lại nhớ con, thương con, lại quay lại, lại quỳ xuống, lại xin lỗi cho em quay trở lại thì rồi nó phiền ra. Cho nên là nói rằng là anh biết rằng là ở phía anh cũng có những lỗi, anh chưa thật sự là thế nọ kia chứ mà lại cho em. Tuy nhiên thì không vội, chúng ta cũng sống nhau 15 năm, có 2 đứa con. Nếu thật sự thấy không thể cố gắng được nữa thì 2 năm nữa ly hôn cũng chưa muộn. Mình cứ gọi là câu giờ, mà người ta nói là câu giờ. Là bởi vì cô ấy đang bị mắc cái bệnh choáng, bị sốc khi mà vừa bị nhốt và được thả vào đời. Em cắt lời anh chút. Là cái này là em cũng không ký, nặc là không ký với lại thằng lớn của em năm nay là 15 tuổi rồi. Là nó van xin, nó cầu xin mẹ nó cả đêm luôn mà mẹ nó không có nhúc nhích gì. Không nói hả, con buông thả cho mẹ ra đi. Con cũng lớn rồi, con cũng sẽ hiểu. Con mẹ không sống cuộc sống này được. Coi như là muốn tự do á, nếu mà em không ký á thì cô cũng bỏ nhà ra đi. Từ đơn phương ly hôn. Rồi. Này nói thế thì nó nghiêm trọng quá. Em kiểm tra lại bản thân mình chút. Cái món kia làm được không? Chuyện vợ chồng ấy, đúng khỏe ra, không? Chuyện vợ chồng đúng ra là cả năm nay hai vợ chồng dịch á, thế này là không em làm với gì. Thằng lớn thì ngủ một phòng. Còn trời ơi, vợ em với con gái thì ngủ một phòng. Nói đúng ra là em á, thì làm lương thì ít thiệt. Nhưng mà cũng thấy vợ người ta hàng xóm mà mua đầm mua váy thì em còn nói với vợ. Nói thấy người ta mặc đầm, mẹ mày đi mua cái mặc cho đẹp, nhưng mà nó không đi, nó không mua. Bởi vì trước đây có đi đâu mà mua. Bây giờ quay lại nó lại nói là em không có tâm lý, không tôn trọng nó. Thôi được rồi, bây giờ khi mà đã không ưa, chỉ muốn hất đi thì mình nhiều tội lỗi lắm. Mình chỉ muốn là mình kiểm tra lại, em có đánh đấm bạo lực gì với vợ không? Không, đặc biệt không bao rồi, giờ. Rồi, em anh chỉ hỏi thôi, có hay không thôi. Đánh phụ nữ. Rồi, thứ nhất là tình dục thì cả năm nay không làm gì rồi này.
tiền thì không nhiều nhưng mà cũng không đến nỗi là bỏ rơi vợ này, cũng nhắc nhở mua váy mua vóc này, bạo lực thì hoàn toàn không bạo lực này, đúng không? Dạ. Em có bồ bịch lăng nhăng gì để anh cô phát hiện không, ra đặc không? Biệt cái này là không luôn. Không bồ bịch này, đúng không? Dạ. Vậy thì về phía mình thì mình thấy cũng không đến nỗi tệ lắm. Tuy nhiên người trong cuộc với là cái người đánh giá quan trọng nhất, cô ấy khát vọng là có một người... Nhưng mà đặc biệt cô ấy hay so sánh em với lại chồng nhà hàng xóm, là nhà người ta làm lương cao, em lương thấp. Thật ra cái so sánh thì ai cũng so sánh, chỉ có điều những người mà khôn thì người ta không nói lên miệng thôi. Chứ còn thì ai cũng so hết. Mình cũng thế thôi, đi mình nhìn thấy một cô gái chân dài mà chả bỏ bù vợ mình chân ngắn tút, thế nhưng mà mình không nói ra miệng trước mặt vợ, đúng không? Con người ta nó khôn hơn các con khác ở cái chỗ rằng là không phải nghĩ gì nói đấy. Thôi vợ em thì chân thành thật thà, ít học, cũng chưa có ai dạy rằng là đành thế thì thôi, thôi kệ nhá. Em chỉ hoãn một thời gian, mình cũng biết vợ mình đang là cái người mà bị quăng ra ngoài xã hội và đang choáng ngợp. Và những người choáng ngợp thường thường có những quyết định nó nông nổi bồng bột. Thế rồi nếu như thật sự một thời gian thật lâu nữa cô ấy hết cảm nắng, hết choáng mà vẫn cứ quyết định chia tay bỏ ra đi thì thôi lúc ấy mình sẽ tính toán sau nhé. Rồi bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ. Xin chào bạn nhé. Cảm ơn chương trình ạ. Gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.